khổng lồ này. Trời ơi. Anh em bắt, anh em kéo thôi được là tạm tầm lưới rồi được kho đó, được một sám đây các bạn. Ôi mà có cả mù ba, ôi mù ba mù ba mù ba. Mới kéo được một rắn nữa thì đang ngon, để đến nay một rắn nữa thì hơn một tấn tâm lưới, thì kéo rắn thứ hai thì đang ngon, cá đang ở khoảng ở đây có cá lạc ấy. Có cái hoa lóc à, lóc cắn rồi.
cá riu nha các bạn. Ô oh, wow, một con bút khổng lồ này. Trời ơi. Đây là cái giờ dai quá rồi. Thấy chưa? Hồi này đến như 20 cân nha các bạn. Wow, wow. Anh em mà vác về sái cả tay. Quá khủng khiếp luôn các bạn ạ. Wow. Ở đây kiếm vài ba tiểu. Lối lưới sóng cho các bạn này. À, cá dứa nhá. À, lối có một vàng lưới mà có mấy con cá này nè. À. Ê, một con sám rồi. Ê, sám đặt ba nhá. Sám này thì 500 ngàn đôi thôi. Ai, đóng lưới thì vừa mới kéo sóng ai, thì đang còn chạy đi rơi điểm để đánh nhá. Hôm nay thì không ăn thua. Gấp voi, còn đi gấp voi. Một cá lóc rồi. Có câu lóc là cắm hết cả lưới à. Bán một màng giấy đó rồi, giả mấy lấy lấy nào. Làm thì có nữa rồi ăn. Làm thì có nữa nào. À, rồi một vàng lưới hơn 3-400 trăm lưới nhá. Cá lóc rồi chị đi ra ăn anh ơi. Dạ có mà ăn đường tế thì rồi các bạn có ăn cá lóc không các bạn ơi? Mũ siêu phẩm này. Quá quái mày nữa. Đồ cá xếp nha các bạn. Cái này là quá lại một nhỉ. Cái này con này thì 4 làng. Cá 4 làng đổ đấy loài 1. Lựa giá đi, lựa giá đi với tình. Đó cả 1 với cả cơ đó. Về giá đổ giá đó. Đổ giá lâu rồi. Bữa cá nhiều mà phải như mấy vừa ít cá mấy vừa.
đã về với là một lậu về cương gấm đổ lão lão khóc hả biết gì đưa chứ em ông danh cá thì lão về khóc thôi ờ chứ em đâu mất công lạc lâu quá mấy chỗ bé quá mấy bãi lớp mà đúng không hả à, làm cá gì rồi là phải hai lớp rồi bữa anh nhớ về